Xin kính chào quý vị và các bạn. Vào những ngày lễ, thật thú vị khi cả gia đình cùng nhau vi vu trên những cung đường, điểm đến mới hay quê nhà. Song trước khi khởi hành, hãy lưu ý kiểm tra ô tô để đảm bảo an toàn và không gặp trục trặc hay hỏng vặt trên chuyến đi của bạn. Chúng ta cùng nhau điểm qua 9 bộ phận xe ô tô có khả năng hỏng hóc cao nên được kiểm tra bảo dưỡng cho những chuyến đi đường dài trong video này nhé. Một lốp xe. Lốp xe là bộ phận đầu tiên của xe ô tô bạn cần kiểm tra bởi đây là bộ phận chịu nhiều tác động và hỏng nhất trên xe. Nếu không đúng áp suất cũng làm tăng khả năng lốp bị mòn nhanh, mòn không đều, dạn, nứt và nổ, làm giảm khả năng vận hành và sự ổn định của xe, làm tăng tiêu hao nhiên liệu và không thoải mái khi lái xe. Hãy luôn kiểm tra áp suất của lốp, bởi lốp quá căng hay non hơi cũng ảnh hưởng lớn tới khả năng vận hành và sự an toàn của bạn. Hai nhất, dầu bôi trơn động cơ. Nhất hoặc dầu bôi trơn động cơ giúp động cơ và xe vận hành êm ái và tốt nhất, phần nào giúp xe tiết kiệm nhiên liệu và chống hao mòn động cơ. Nếu dầu bôi trơn động cơ của xe hết khi chạy sẽ khiến động cơ nhanh nóng, gây hư hỏng xe, chết máy giữa đường. Khi kiểm tra nhất bằng que thăm, nếu thấy gần hết hoặc nhất có mùi khét thì bạn cần thay nhất động cơ để đảm bảo an toàn. Ba, hệ thống lọc khí. Bộ lọc khí nếu bị bẩn thì sẽ gây mùi khó chịu, thậm chí có khả năng gây bệnh đường hô hấp cho trẻ em. Ngoài ra còn làm tiêu tốn nhiên liệu. Vì vậy, cần kiểm tra kỹ càng bộ lọc, có thể vệ sinh sạch sẽ hoặc nếu cần thì phải thay mới. Bốn, động cơ. Trước chuyến đi chơi xa, bạn hãy kiểm tra lại hệ thống động cơ. Kiểm tra động cơ bằng cách kéo cần số về N số 0, đề máy. Sau khoảng 1 phút hãy đạp ga sâu, quan sát số vòng tua máy và khói xả có gì bất thường không. Lắng nghe tiếng máy xe và cảm nhận độ rung khi xe hoạt động có bình thường không. Nếu có, hãy mang xe đến trung tâm để kiểm tra và bảo dưỡng ngay trước chuyến đi. Năm, hệ thống đèn. Khi kiểm tra hệ thống đèn, trước tiên cần vệ sinh các vết bám bẩn trên đèn để đảm bảo độ sáng. Sau đó, hãy kiểm tra độ sáng của tất cả các bóng trên xe để sửa chữa, thay thế nếu có vấn đề. Cuối cùng, căn chỉnh lại độ cao của đèn sao cho phù hợp với tốc độ để không gây ảnh hưởng tới các xe khác cùng lưu thông trên đường. Sáu, hệ thống phanh và hệ thống lái. Hệ thống phanh và hệ thống lái là đặc biệt quan trọng khi chạy xe. Nó liên quan trực tiếp tới sự an toàn khi điều khiển xe và xử lý tình huống trên đường. Hãy kiểm tra hộp dầu của hai hệ thống này trong khoang động cơ xe để đảm bảo chúng vẫn ở mức an toàn và giúp hệ thống phanh và lái hoạt động trơn tru. Bảy, kiểm tra bình ắc quy ô tô. Bạn hãy kiểm tra các đầu điện cực của ắc quy, nếu phát hiện thấy dấu hiệu bị ăn mòn hoặc rò rỉ thì ắc quy rất dễ bị hỏng, nhất là khi đang đi trên đường. Để bảo đảm, hãy mang xe đến trung tâm để đo kiểm mức độ tích điện của ắc quy xem bộ phận này có cần phải thay mới hay không. Tám, nước làm mát. Việc này rất quan trọng với xe khi chạy đường dài. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới sự ổn định của động cơ khi hoạt động liên tục và chạy đường xa. Khi động cơ không được làm mát và tản nhiệt sẽ rất dễ xảy ra lỗi, hư hỏng giữa đường. Bạn hãy mở nắp capo xe và kiểm tra mực nước làm mát động cơ vẫn còn mức đảm bảo thì không cần thêm. Nếu mực nước làm mát trong két nước mát quá ít hoặc có mùi và màu lạ thì cần thay nước mát vào xe để đảm bảo động cơ hoạt động tốt nhất, tránh hư hỏng giữa đường. Chín, cần gạt nước. Gạt nước cũng là bộ phận cực kỳ quan trọng trong việc giúp bạn cải thiện tầm nhìn và quan sát tốt khi lái xe nhưng thường xuyên bị lãng quên. Để kiểm tra gạt nước, trước tiên bạn hãy châm đầy nước rửa kính. Sau đó, kiểm tra hai thanh gạt nước nằm trên kính lái xem chúng có hoạt động tốt và có bị trục trặc gì hay không. Trước khi khởi hành, bạn hãy đổ đầy bình và đừng quên thường xuyên để ý đến đồng hồ đo nhiên liệu. Nên ưu tiên đổ ngay khi đồng hồ nhiên liệu báo còn khoảng 1/3 dung tích. Sau khi đã kiểm tra các bộ phận quan trọng trên xe, bạn cần chuẩn bị thêm một số dụng cụ được khuyến cáo, gồm dây cáp câu bình ắc quy, lốp dự phòng và thiết bị tháo lắp lốp.
nước rửa kính, dây điện, đèn pin, bú cứu hộ, bơm hơi mini, bình cứu hỏa mini, các vật dụng y tế cá nhân là những thứ cần thiết khi đi đường. Trên đây là các điểm cần chú ý trước những chuyến hành trình dài. Chúc các bạn có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong chuyến đi của mình bên người thân yêu. Và hãy ấn like và đăng ký để ủng hộ kênh và đón xem các video tiếp theo.